Nợ con lại bà.
Anh Tùng kìa. Chị hai, trời đất ơi, Diệu, chị về hồi nào bảo báo cho em hay vậy trơn, trời vậy. Trời đất ơi, qua đây đi, qua đây. Lấy chồng rồi mà tướng tá vẫn còn đẹp quá Diệu ha. Đẹp à? Chị hai, cái đẹp hoài à. Trời ơi, em của tôi nó đẹp lắm à. Chị hai, đẹp. Ngày đám cưới của em đó, chị hai có nhận được thư của em không chị hai? Chị có nhận được thư của em, nhưng mà tại vì chị còn kẹt mấy dây hụi hút không có được, cho nên chị về không được đấy Diệu. Chị hai, đâu, Dượng ba đâu cho chị biết đi Diệu. Trọng lắm mấy Diệu. Nhưng Diệu ơi, dầu biết em có thành hôn với Dượng, à mà không, dầu biết em có thành hôn với Dượng ba đi chăng nữa, thì chị cũng ráng về dời. Thank you.
hơi ly trên tay tôi thấy mắt anh
bồng bồng sương mù, áo lưng đã bạc màu, anh chẳng phục dừng chân. Thương chắc đầy mình, nhưng anh chẳng sợ mãi mãi, nhưng anh vẫn vòng để thành công, hướng rõ niềm vui cùng đất nước. Rồi cũng như bao người anh cưới vợ sinh con, tưởng đã luôn tròn một mái nhà yên rồi. Nay anh mới trở về quê, không có vợ anh theo, cho nên bè bạn đồng đội quan tâm rồi. Anh nói thôi đi, vợ của anh nó quen sống ở thành, có máy lạnh nước phun tên, sợ cái nắng ở đầm chơi, sợ nước ao, sợ mũi cắn. Phải khi hồi đó cô Ba Hiền thương tôi thì tôi đâu có khổ, đâu phải xa bạn bè xa xứ sở. Tôi được ăn bông bồn bồn, ăn con ba khía ở xứ đầm dơi, những món đặc sản mà ngày xưa mẹ nuôi tôi khôn lớn. Xa quê hương vẫn nhớ bông bồn bồn rung, nhớ mẹ già nua già dân nhớ cô ba. Gió xứ đầm năm nay sao đồng, để bông bồn bồn rung trên cành tre.
quên đâu nhọc nhằn gian khổ. Đừng gọi tên tôi bằng cái âm thanh triều mến đó nữa. Chị Tiên, ông là một tên tướng cướp giết người. Kìa chị Tiên, ông đừng em, lừa dối. Em vừa nói gì mà anh Thi không có hiểu? Ông đừng đóng kịch nữa. Ông hãy giữ chiếc nhẫn hộp tròn 11 ly đó. Chị Tiên, và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chứ Hãy subscribe.
dài tôi ngu nên bây giờ hận ai tôi gặp gỡ làm chi, ai tôi gặp gỡ làm gì, duyên tình giờ đây vì đâu nên đổi đôi tương ra thù. Tâm tiếng lộng rồi, em có biết không ta thấy còn gì nữa đâu mong, bảo tôi dằn cầm bi phận không tính hay đến qua những thành chỉ tội ác thì cố cho tôi khi mới chuyện xưa liền xa tất cả sự bỏ tình sẵn khi vào các buổi thì ông ơi, thì ông ơi đừng nói chỉ thêm cho đứa con hôm nay xem như chúng ta đã hết hô thăm quán cửu đã ăn lối tình yêu xin kể ngày ta tội bất hiếu cho con công ơn dường kiếp ngày con lùi đào để che góc mắt đêm dài quanh què thấy bóng chiều tà anh xin quỳ cho em mình từ phân em như anh cần dối gian gì người tình yêu chân thành bao lâu mình đắm say giờ mong ta như khói bay trong cho người nghèo có lời yêu thương sao bây giờ xa nhau. Lần xuống phương Nam tránh cơn tuyết giá mà em là ánh nắng ban mai là cội cành xanh lá cho cánh chim nhỏ cô đơn có nơi tìm về tổ ấm thì em ơi chớ dội biến thành cơn bão cuốn xoay đời anh vào cơn gió tên tội phạm thì đấy anh sẵn sàng chết trước mặt em nè. Thì tình ơi cuộc đời anh lần lần đau đau dối mắt nhìn đời lạnh lùng tình yêu của em như giọt hạnh giữa thì chiều tới mắt lòng anh mời với thật lòng tội lỗi tôi thù ông ba lần xin chi tôi đã làm yêu của kẻ yếu hèn nghe đắng cay buông cái đầu lưng thì tươi lời kết án của em như ngàn giáo nhọn anh thấy ra rời chứ kẻ bị phất không anh không hề suy nghĩ của em anh không có tội thì làm sao nhận tội một kiếp gió sương nửa đời ngang dọc bay nước chọc đời chưa từng sợ trước niềm nguy em không tin sao em
lòng anh chân thật. Anh không muốn em hiểu lầm để rồi làm giá dở tình. Tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng rưng lệ trào xôi. Thank you.
người âm mẫu thân. Mừng là mẹ vẫn còn đợi chờ con trở lại. Nhưng mẹ ơi, thời gian không thể kéo dài mấy tuổi thọ quy luật tàn dần của kiếp thế. Lời thơ buồn của điệu dân tiên cùng tiếng đàn bầu vang lớn nghe cùng ai
lòng em đó. Hãy ngân lên vang khắp buôn làng, cung đàn chưa chán vú theo gió đàn xèo thiên thăng cho qua
kẻ trắng tay nên tôi đành ôm hận. Rừng rực lửa yêu đương tăng
nguyện cùng ai thề vẹn giữ chữ chung tình. Nàng sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay ôm áo vào trong ngực mộng, hơi ấm len từng sợi tóc chân bơ, giữ bên mình manh áo lùa, ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây, bước thăng trầm trời đất cùng la lai, trong nỗi đắng cay có nhiều vị ngọt hương gà nồng. Cảm ơn anh Lâm Tâm Như. Giờ đây thì chương trình theo sự cầu xin mời tiếng hát của anh Lộc. Mời anh Lộc ạ.